Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay FTOBuy sẽ nói về một cái vấn đề, đó là rất là nhiều anh em có hỏi mình là cái Android D3 không pin chơi nó có ngon không, nó có ok không ở trên cái thiết bị iOS. Đó thì bây giờ mình sẽ trả lời cho anh em nhá. Đây thì là đây là cái gọi là cái Android D3 không pin của mình đằng sau đây. Đó, đây mình sẽ để cái iPad của mình xuống nhá. Thì đây chỉ là một cái giá đỡ anh em nhé. Đấy, cái giá đỡ này thì mình đã gọi là chế cái quạt tải nhiệt vào và mình sử dụng cái giá đỡ đó cao cao một chút để mình chơi game cho nó đỡ mỏi cổ nhá. Thì mình cái anh em biết là cái giá đỡ kia trước là mình chế nó hơi bị thấp đúng không, thì mình chơi thì nếu mà muốn không mỏi cổ mình phải kê lên, nhưng mà giờ mình mới có cái giá đỡ này, mình chế cái quạt tải nhiệt vào đây, anh thấy chưa, chế cái quạt tải nhiệt vào đây đó, rồi mình để cái iPad lên đây chơi cho nó mát nhá. Đây là cái Android D3 không pin anh em nhé, anh em có thể thấy đây mình cắm dây pin với là chuột bàn phím vào rồi, đây hết rồi nhá. Đó thì cái con này 800k nhá, con chuột này của bên mình là 380k này đấy. Cái bàn phím này của mình là 450k anh em nhé, bàn phím này là 450k. Đó, bàn phím K11 này, chuột dây dơ này và cái D3 không pin. Đó thì anh em mua cái D3 không pin không thì nó có 800k thôi. Anh em có thể cắm chuột với bàn phím của anh em vào cũng được nha. Đó, bây giờ mình sẽ gọi để iPad của mình vào cái giá đỡ để chơi nha. Tất cả các thứ mình đã kết nối hết rồi. Đấy thì nhiều anh em có hỏi mình là cái mát phím của mình như thế nào. Đây thì mình sẽ mở cái giao diện mát phím của mình ra nha. Đó, đây là cái bắp gì này, anh em kích vào đây này. Đó thì đây là cái gọi là cái giao diện mát phím của mình. Đây để đợi một chút để mình loát cái ảnh chụp ảnh màn hình đấy, để gọi cho anh em nó anh em dễ. Đấy, đây là cái giao diện gọi là mát phím của mình nhá, anh em có thể thấy trên màn hình. Thì anh em gọi là mát phím nó vừa phải thôi, nếu mà anh em mát phím nhiều quá nó dư thừa phím ấy thì nó dẫn đến sẽ bị trễ cái hàm do anh nhá, bị trễ cái hàm do, nên anh em gọi là mát phím ấy thì anh em mát vừa phải thôi. Đấy, anh em mát vừa phải phím thôi nhá. Đó, anh em mát vừa phải, nếu mà cái phím nào mà anh em mát thêm mà nó cảm giác nó trễ cả thì anh em xóa thử đi nha. Đấy thì ở đây là cái giao diện mát phím của mình nha. Thì anh em biết đấy, thì bình thường là mình hay chơi bản quốc tế đúng không, thì nhiều anh em có hỏi là bản Việt Nam cái Android này có chơi được không, hay bản Hàn Quốc các thứ, thì nói chung là chơi được hết nhá. Bản Hàn Quốc, bản Nhật hay là bất cứ một bản PUBG nào, bất cứ một cái game gì ở trên App Store chơi được hết nhá. Đây mình đang test cho anh em trên cái bản Việt Nam nhé. Thì bản Việt Nam của mình thì danh nó khá là thấp đấy, nên là mình sẽ không chơi ở Việt Nam. Mình chỉ gọi test cho anh em biết là nó nhận phím ok nhá, nhận phím hoàn toàn ok ngon lành luôn. Đấy anh em thấy nhá. Đấy, bản Việt Nam nhận phím hoàn toàn ok ngon lành anh em thấy chưa? Đấy, hoàn toàn để chơi được một cách ngon lành nhá, không có một chút vấn đề gì nhá. Đấy thì nhiều anh em có hỏi cái vấn đề đó thì mình trả lời luôn anh em là cái bản PUBG Việt Nam, bản PUBG quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản chơi được hết anh em nhá. Tất cả PUBG chơi được hết nhá. Đấy, em thấy này. Vừa di chuyển vừa đấy này, vừa nghiêng người này anh em thấy chưa? Vừa di chuyển vừa nghiêng người của bạn này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, hoàn toàn ok luôn anh em nhá. Đó, anh thấy chưa? Hoàn toàn ok, ngon lành luôn, không có một chút vấn đề gì nhá. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ thoát cái thằng PUBG Việt Nam đi, PUBG Việt Nam nhá. Mình sẽ thoát PUBG Việt Nam. Mình thì anh em biết rồi đấy, mình thì mình hay chơi bản quốc tế anh em ạ. Đó, mình thì mình gọi là hay chơi bản quốc tế, anh em thấy chưa? Thì danh hiện tại của mình này, anh em thấy chưa? Hiện tại thì mới nó đang mùa 7 đấy, đang season 7 nhá. Thì anh em biết đấy, thì trước season 6 mình danh AC, thì danh season 7 mình đã lên Cloud 4 rồi anh em nhá. Đã leo được lên Cloud 4 rồi, thì danh season 7 cũng mới thôi. Đấy thì mình leo danh cũng rất là dễ. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là vào game mình chơi một trận anh em nhá. Đây thì mình chơi hẳn gọi là squad đấy, tại vì mấy cái danh kia của mình nó rất là thấp đây. Solo cũng chỉ đồng 5, đồng 4, đồng 5 thôi, đấy đua cũng chỉ thế thôi. Mình chỉ chơi gọi là danh squad thôi anh em nhá. Mình chỉ chơi squad thôi. Mình sẽ gọi là đây ACA này, đấy, anh em thấy chưa? Đó thì anh em lưu ý là mình thì mình chơi mình không đeo tai nghe. Bình thường thì mình chơi mình sẽ đeo tai nghe vào thì chơi đi. Nó sẽ nghe tiếng chân các thứ sẽ ok nhất, nhưng mà mình khi mình đeo tai nghe thì nó không nghe được tiếng không anh em không nó không thu được tiếng vào trong cái điện thoại đấy. Là nghe mỗi tiếng mình nói không có tiếng game thì nó rất là chán, thế nên là anh em thông cảm với mình nhá. Mình không đeo tai nghe thì nó sẽ giảm đi phải đến 30-40% gọi là cái độ blur của mình đấy. Đó ok. Đó, vào game rồi nhá. Anh em thấy chưa? Di chuyển các thứ ngon lành hết rồi nhá. Ghép cặp với cả nước ngoài hay sao ấy, VLX hình như là của nước của Việt Nam hay sao đúng không? Về đấy hình như là clan của Việt Nam hay sao ấy. Đây, mình sẽ follow nha. Anh em thông cảm nhé. Mic thì ở đây mình tất cả mic ở đây bật rồi này, nhưng mà ở riêng cái phần ở trong audio này mình tắt đi này. Đấy, mình kéo tắt đi để gọi là cho anh em thứ nhất biết là vừa bật mic vừa chơi hoàn toàn ngon lành nha. Anh em thấy nha, mình nói thì nó vẫn hiện đây nhưng mà đồng đội nó không nghe thấy nha, tại vì mình đang làm video mình nói nhảm nhí, đồng đội nghe thấy nó chửi chết đúng không? Thằng này bị điên. Nói vớ va vẩn.
Ok anh em nhé, thì video này mình sẽ gọi là hạn chế cắt ghép chỉnh sửa để anh em biết là cái Android D3 này, cái Android D3 không pin là 800.000 nhưng mà nó chơi hoàn toàn cũng rất là ok nhá, rất là ok luôn. Nói chung là so với cả cái Android D3 có pin với không pin thì nó chơi như nhau anh em, nó chỉ khác một cái là có pin với không pin thôi đó. Và so với cái K3 thì theo như mình đánh giá ấy, thì cái K3 thì là 10 điểm đấy, gọi là nấc thang đấy, gọi là cái K3 thì 10 điểm thì cái D3 chỉ 9 điểm thôi nha, vì cái độ tối ưu nó sẽ kém hơn, và về cái độ đồng bộ hóa nó sẽ kém hơn so với cái thằng K3 nha anh em, nó sẽ kém hơn rất nhiều thằng K3. Đây cái hộp thằng K3 này mình để đây này, cả cái bàn phím kia mình đang gọi là đang test để cái bàn phím kia mình gọi là đang test để chơi đấy. Ok, như các bạn muốn nhảy vào đâu đây, nói chung là không có mic nên là mình chơi là sẽ hơi khó hơn một chút, nhưng mà không sao đâu, cố gắng là sẽ chín được hết mà, nghe tiếng chân nó hơi kém thì thôi. mấy cái game FPS này mà không có tiếng chân thì gọi là nó sẽ giảm đi phải đến 30-40% gọi là cái trình độ của anh em đấy. Nên là anh em mà chơi game thì anh em không có nhiều tiền thì sắm tai nghe xịn, mà có ít tiền thì sắm tai nghe gọi là vừa vừa đấy, nghe cũng rất là ok nha. Nói chung là chơi game là bắt buộc phải có tai nghe, chứ không có tai nghe khó chơi lắm. Đó gọi là ông nào bắn hay vãi lìn chơi game mới gọi là không cần tai nghe thôi, chứ để mà nói lên cái danh ACE mà anh em không có tai nghe thì mẹ anh em mẹ xỉnh ra phát chết con mẹ rồi. Mẹ trâu súng, sao súng nó nát lâu thế anh em nhỉ? Đây mình đang kết hợp với cả cái bàn phím gọi là bàn phím thường anh em nhá, bàn phím thường thôi, không phải bàn phím giả cơ giả kiếc gì đã, không phải bàn phím cơ kiếc gì đâu. Đây, mình đang sử dụng bàn phím thường anh em nhá. Này đấy, để có phòng cho gan bọ, chưa có súng xịn anh em ạ. Mã nó nhiều, ông này định vào đây cướp đồ của mình rồi. Mình đéo có gì luôn, bái cả đấy. Đù, định mạnh đây chơi cái con cướp gì. Bốn thằng nhảy một à đâu ba thằng nhảy một khu à, nghèo cái đái á. Chắc là mẹ đi kiếm chỗ nào nuôi thôi, chứ mẹ có mỗi khẩu giò gan này chơi cái con mẹ gì. Cái đá nghèo thật. Hay quá. Ông kia hay quá. Ông ấy bắn kinh đấy. Mình chưa có súng, mỗi khẩu giò gan. Tại sao phải bấm nhỉ, khi mày có chạy tự động rồi. Anh thấy chưa, chơi hoàn toàn ok nhá, rất là ngon luôn. Tí cam cầu đẹp đấy, tí kiểu gì bọn quân sự ra. Mày vẫn chưa có súng thì cam cái con cứt gì nhỉ. Á, nó nghèo. Bắn kiểu gọi là survival lúc dạo này khó phết. Nếu biết có người không anh nghe, ôi thì mày nó nút hết rồi. Ok nút mẹ hết rồi. Nút lại xem có gì không. Ông kia nút mẹ hết rồi anh em ạ. K12 cũng được. Thôi thì mình ngó có không vậy. Khoảng SK12 này cũng tạm được các bạn ạ. Còn hơn thì mình là không có đồ. SK12 trông thế công nhà bán sướng lắm. Nút hết sạch luôn. Này, à, cho nút đây là ngon, định mạnh. Thơm kền. Ê, nhìn nút hết rồi sao ấy. Thanh niên, mày nghiêm túc vẽ đi nhá. Nút xong còn đóng cửa, đóng kiếp, đau hoang luôn. Sợ thật. Ai cả lìn, không có một tí nào. Ôi.
Nó phải gọi là nghèo 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 không thể tả được. Đấu đám thì mình mới chơi chơi một cái trận đấy này. Nghèo như thế này anh em ạ. Ôi, ông số 4 vậy và khu quân sự chơi luôn á. À kia có xe rồi. Đây này còn nữa rồi. Đi ra lấy xe anh em nhé. Ok vào mẹ, cũng quân sự chơi luôn. Đồ nếu có thì lại có cái ngụ vào đấy. Đồ mới không có anh em ạ. À, có UMB rồi. Thế là cũng được. Thôi thì mình có còn không vậy. Không có con bốt là mình phải lút đồ luôn mày. Cuộc sống mà ai có M16 rồi. Ai có khẩu lục này bắn hai phết anh em. Có anh em nào mà bắn khẩu lục này bắn phê không? Mình thấy bắn khẩu lục quạt này bắn xương phết. Hay quá. Mỗi người một lời. Ở nơi anh em ạ. Thì nhớ mình sẽ gọi là lấy xe vào. Điều ông gọi là số 4 chết. Ông số 4 ông ấy chết chưa? À kia ba kia đi lại gần đến Bochiki rồi. Anh em lưu ý cho mình là lúc anh em lên xe anh em phải rút súng ra rồi mới lên xe nhá. Anh em một phát mà lên xe luôn xong đến lúc nhảy xuống xe tay không là chết đấy. Chờ, trước khi mình cái mẹo nhỏ thôi anh em lại lên xe anh em phải cầm súng. Nếu mà không cầm súng anh em lại lên xe một phát thì rồi vào bo thôi, có thể có thương bán kìa. Đi theo ông này nhiều đồ, vậy ông ấy bảo kê cho anh em ạ. Tang 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 tang. À có M4 kìa. Xa quá. Xa bà đá anh em ạ. Sẽ để loa nhỏ hơn một chút nhé. Đấy, là giảm một nấc xuống cho đỡ dề. Có đến cam cầu ông ta ra đồng đội mình vừa đi qua không thằng nào cam đâu. Thôi đi vào đồng đội đi kệ đi. Đồng đội này xa quá anh em ạ. Xa bãi lì đi. Mới thằng một lời.
Anh kia thì nó bán nha. Đi ra nhà thử ra. Nếu có súng, nếu không có súng thì ra nhà thính thì cũng khó. Mà thôi, chơi đi, mày sợ đéo thằng nào không anh em. Chơi đi, để mày bắn cho anh em xem là chơi lớn để anh em biết là mày giết người các kiểu. À, mày chết nó cũng mày không có vấn đề gì. À, có người rồi, có tin rồi, có tin rồi. Con này không dám nút đồ luôn ta. Alo, nằm á? Đi con mẹ. Ghét vãi lộn anh em ạ, này gặp rán thì vậy đeo tay nghe thì chớ thì vậy này gặp rán đi con mẹ. Cay vãi lộn. Đi vậy đã đeo tay nghe thì chớ rồi thì vậy này gặp rán thì mới biết thì đeo được vị trí nó ở đâu. Khổ. Mày lên tận đây mày giết tao hả? Anh em thấy anh em quay từ từ. Tí nữa đi lên mẹ chầu trời. Đồng đội cứu 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 cứu. Đồng đội Mày cứu không thể cứu ăn cứu trộm với câu cứu. nói huyền thoại của tao nhớ chưa? Đây đây trong nhà Ở nhà này. này. Mẹ ông lại lừa tôi đúng không? Ô đi mày nát bu ba. À mày đấy, cùng nát. Để cho quang K98 rồi. Ô còn tí chân đấy. Đâu chú? Ôi chú ơi. Ông ăn ít thùng ơi. Bố tí mà đã quên được một mạng. Ôi máy bay thính kìa, thính hướng 130 kìa. 150. Hai chiếc. À trước mặt kìa, đúng rồi. Chơi nó. Let's go. Đi đi. Linh lên. Chơi nó. Enemies ahead. Ở đây nó nằm đấy. Nằm kìa. Đi ông ơi. Địch mệnh tôi nốc này. Qua không? Hết rồi. Bốn thằng chết hết rồi. Uầy, tôi ăn 2 kill người. Rồi tôi ăn được. Tôi được có một bọ. Tôi đều biết được một kill. Còn nó kia nữa kìa. Ba thằng. Bốn thằng nữa. Từ từ ông ơi. Ông nó đâu? Nó đâu? Nóc 2. Nóc 2 công lên đi. Đâu? Ô, còn một thằng nữa đây. Chết rồi. Good. Úi dồi, to thế, tính to thế. Không biết bắn thằng nào đấy. Bắn quang á. Bắn quang. Ừ. Bọn này náo thật. Ăn viên đầu rồi. Đây có mũ A mới ra. Viên đầu. Náo thật. Hay ông ơi, bọn ông còn đọc không? Một rồi. Đọc một. Nó chuẩn đấy. Ui nó yếu. Đấy, ok. Bom khói cứu phát à. Không phải khói không ạ, tầm này không phải khói. Tôi mũ ba rồi, nó bắn một phát thì không chết được đâu. Nhưng tôi chết. Ông chết thì thôi chứ, tôi chết. Mới là quan trọng, ông chết. Thôi ông khổ nạn đấy. Ông có hay không quan trọng. Thôi, tôi mới là người quan trọng, hiểu không? Mẹ lát nó phải kêu tao. Vãi, thành niên vừa cứu xong, ăn chào đạp ác chưa? Cái gì? Vừa mới cứu sao lại nát đấy đừng chất đều nằm đâu ấy
Đây đây thấy rồi, thấy rồi. Đây này. Enemies ahead. Sau gốc cây kìa, sau gốc cây kìa. Đây đang nằm đây này. Enemies ahead. Nó biết này. Úi giời, biết hết. Enemies ahead. Một viên ông ơi. Enemies ahead. Ôi, đừng ping nữa. Mình cho ông biết đấy, ở chỗ gì đấy. Được cho ông viên rồi. Sao lại bỏ? Thằng này bị làm sao đấy? Nó bắn ông đúng không? Thằng bọn này nó bắn ông đúng không? Bị tướng chạy ra ngồi nằm. Nó bắn đây. Vãi ra, chuẩn bị đâu. Anh 2 kill. Bắn bạn mình. Và vật. Mình chạy kill nào toàn hỗ trợ ông người bắn này. Không biết ai ăn hết nhỉ? Mình chả ăn được kill nào. Em ăn được một kill. Đấy, Quang thì Quang ăn hết rồi. Em ăn 2 kill. Đấy. Có mỗi 3 thằng mà Quỳ Quang đã ăn hết một kill rồi. Ngoài biển ông ơi. Còn kìa. Ngoài biển đây này, hướng này. Enemies ahead. Mẹ, xuống đây không có gì. Riêng ngoài biển đang bắn nhau kìa. Đây này. Enemies ahead. Enemies ahead. Ô, bên trái rồi. Xe tới. Đấy vậy. Đây cũng có này ông ơi. Bring up voice chat. Đây này. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Ô, dính vậy. Enemies ahead. Ôi. Cẩn thận chứ. Giáp luôn ạ. Đấy này. Bên kia có đấy, bên kia cũng có đấy. Thấy hồi nãy nó bắn tao luôn. Mấy bọn bên xưa này nó bắn nãy bắn mình mà. Enemies ahead. Ở trong nhà vệ sinh kia sao kìa. Ai đang chạy? Đang chạy kìa. Enemies ahead. Ai lổn đấy, 4 viên mini cũng không chết. Đây là đắp ở gốc này này. Enemies ahead. Rồi, nó của thằng. Vãi cả lìm. Enemies ahead. Thì ông đội là đến cứu nha. Cái quả trận đầu tiên mà nhảy đấy. À, sai của em bắn cái ảo không? Ảo. Cái quả mà em bắn ít ra ấy. Ok. Đây, có một thằng đây này. Enemies ahead. Từ chú đang bỏ quả kìa. Kinh á, rồi hai quả. Nào nếm khói ra cứu đấy. Chết trọc kiên mẹ gì em bạn ơi. Cái kia đi về ở đâu bắn kia? Trên đồi bắn hay sao kìa? Trên đồi ông ơi, trên đồi. Bọn này, à thấy rồi. Bắn mình thế. Enemies ahead. Không có thể toát được. Có một giáp không? Chút giáp không? Chỉ coi bọn này nó nằm. Sau. Đi về bắn đâu ta? Sao nó bắn ở đâu ấy? Đi về bắn được chúng tôi ông ơi. Về hướng nhà đi, về hướng nhà đi. Nếu hiểu sao có thằng nào bắn ở đâu, bắn đằng sau thôi. Bắn VS, nó nghe tiếng. Trên đồi có ông ơi, trên đồi này. Đồi này có, đồi sau mình có. Nó một thằng rồi. Thẳng vô đầu một tay. Sẽ trượt vào đấy à? Không, tôi bắn thẳng vô đầu, sẽ đéo nào tính vùng người ta. Đi, các bạn. Ông hack bắn không trúng rồi. Vậy? Bảo bom cho đấy rồi. Chú biết bom đâu? Ở trên đồi nó bắn kìa, cẩn thận. Vãi Quang ơi. Sao nếm ở ngay đây? Vãi Quang. Ui quả gì đấy? Sợ thế. Quang ơi, chú bóp giá chú rồi. Sao quả ấy ném bom ngay chân mình? Đúng rồi Quang ạ, ném chết cha nó đi để nó sống làm gì. Chuẩn bị vào bo kìa. Ném hay lắm Quang, đang thù nó. Chú phải ném như vậy. Chú phải trả thù hộ. Đây rồi rồi. Rồi. Gì đấy? Bóp chạy nhá. Nó chạy rồi. Cứu được Quang khó cứu rồi. Kìa trên đồi. Nó chết rồi. Chạy đi đâu? Rồi, thằng đấy nó bị gục rồi. Đây trên này này. Enemies ahead. Thấy. Bom nổ đâu?
Bỏ nhanh thế. Từ từ đã ngồi ăn máu, ăn máu đã, ăn máu đã. Ăn nước đi đã. Từ nhớ, từ nhớ, từ nhớ. Đi các mẹ bên sườn nó bán. Một bên nó lợi ra. Khó nhờ. Ừ. Ơ, chuyện trên đồi có đây. Nằm xuống. Nó tiếp. Quan đồng đội. Ok. Ném quả nết lên này anh ơi. Nó nằm cẩn thận nhá, nó nằm đấy. Ok. Đang bo này này, 20 giây nữa bo này. Chạy qua đường bận bận chạy về bên tay phải. Có smoke bên tay phải. Có ơi. Chạy hết ra đường. Chạy thấy có người. Ui còn đúng 2 quả à. 2 quả. Mãi cả liền, không có 6 quả. Để lên quăng cho xa. Kìa nó nằm gốc cây rồi. Hết đâu? Bọn bên đồi là lợi nhất luôn ấy. Thính cả ông qua lút. Không, giờ mày nút để chết à. Sao cục đáng trong này. Gốc cây trước mặt có. Thấy rồi. Không dám bán, đấy, đang phải bèo bò. Đấy. Thấy rồi. Bò đó, bò. Bán mày rồi. Ui, tao bắn không trúng thật à. Nó đòn mini táp đi con mẹ. Đã đi phọt cho thì ngu người. Đó thì mình test cho anh em thì chơi rất là ok nhá. Nhưng mà mình bắn hơi bị gà một chút. Đấy, có gì anh em hết sức thông cảm giúp mình nhá. Mình gọi là chỉ test cho anh em thôi để anh em biết là chơi hoàn toàn ok và hoàn toàn ngon lành nhá. Đó, chơi cũng khá là ok và khá là ngon lành. Nếu mà anh em muốn gọi là xem mình gọi là bắn thật sự cái khả năng của mình ấy, thì anh em có thể theo dõi livestream của mình vào mỗi tối nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video này nha. Anh em nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của FTO3 nhé. Anh em nào mà có gọi là thắc mắc hay có vấn đề gì thì cứ comment xuống bên dưới nhá. Mình sẽ gọi là hỗ trợ và giải đáp cho anh em nhé. Hoặc anh em nào mà quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ với số điện thoại này, Facebook, Zalo nha, cứ liên hệ đấy nhá. Bên mình sẽ gọi là hỗ trợ và tư vấn cho anh em chọn được một cái bộ chơi game ưng ý nhất với cái nhu cầu của anh em nhé. Anh em chơi game gì, anh em dùng máy gì, anh em có khoảng bao tiền đấy thì liên hệ đến bên mình nha. Thì bên mình sẽ gọi là hỗ trợ và tư vấn cho anh em chọn được một cái bộ chơi game gọi là mượt mà nhất là ok nhá anh em nhá. Ok, cảm ơn anh em, xin chào anh em, bye bye.